Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự của Đài Ứng Hòa. Phần tin sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16 tháng 2 1995, 16 tháng 2 2023, chúng tôi xin giới thiệu bài Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa 28 năm xây dựng và trưởng thành. Ngày 16 tháng 2 năm 1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19 thành lập ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức bảo hiểm xã hội ở trung ương và địa phương thuộc Hệ thống Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động với chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức thu chi bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ chính sách và bảo toàn đầu tư tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội. Qua 28 năm thành lập, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ghi dấu những kết quả ấn tượng. Tính đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 17,5 triệu người, chiếm hơn 38,08% lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 91,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,03% dân số. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước đạt trên 14,3 triệu người, đạt tỷ lệ 31,18% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm y tế không chỉ đảm bảo bao phủ đủ số người tham gia mà còn tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo tiệm cận được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Mục tiêu xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả đang dần được khẳng định, tiếp tục hướng tới sự hài lòng của nhân dân. Trong hành trình dài 28 năm xây dựng và phát triển với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ trong ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được mở rộng, đồng nghĩa với việc an sinh xã hội của nhà nước ngày càng rộng lớn và có thêm nhiều người dân được thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Những kết quả này có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, qua đó khẳng định quyết tâm chính trị của ngành trong việc tiếp tục giữ vững và củng cố diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần xây dựng lưới an sinh xã hội vững chắc cho nhân dân, từng bước khẳng định chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng hoàn thiện, được sửa đổi hoàn thiện theo hướng công bằng, hiệu quả, bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, hướng đến cải thiện chất lượng sức khỏe của người dân. Công tác phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực chủ động triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với đó, công tác giải quyết cho người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, chế độ bảo hiểm thất nghiệp, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định, đúng đối tượng. Trong thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội đặc biệt coi trọng công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả mọi hoạt động nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, hoàn thành việc cấp mã số định danh bảo hiểm xã hội cho 97 triệu người dân, trong đó có gần 86 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Sau hơn phần tư thế kỷ hoạt động, cùng với sự phát triển chung của toàn ngành, Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa đã đạt được những kết quả thành tựu nhất định, luôn hoàn thành các chỉ tiêu của ngành giao, thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân huyện giao, tích cực tham mưu huyện ủy, Ủy ban dân huyện ban hành các văn bản triển khai có hiệu quả về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với liên ngành các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo điều hành, các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành, của Bảo hiểm xã hội thành phố, huyện ủy, Ủy ban dân huyện, tăng thu, giảm nợ. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,5%, tương đương 164.508 người, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 40%, tương đương 10.267 người, đạt 100% kế hoạch.
tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động độ tuổi lao động đạt 37,5%, tương đương 9.243 người, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi nông dân lao động trong khu vực phi chính thức đạt 2%, tương đương 2.645 người, đạt 100% kế hoạch. Số thu bảo hiểm xã hội luôn hoàn thành và vượt kế hoạch được giao. Năm 2022, số thu đạt 100,2%. Trong năm, Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động các tổ chức doanh nghiệp tham gia ủng hộ chương trình, tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người có hoàn cảnh khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi, phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc. Đến nay, đã có 5 doanh nghiệp ủng hộ tặng 11 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và 189 thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình với tổng số tiền là 184,3 triệu đồng. Công tác kiểm soát chi phí khám chữa bệnh luôn được phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, tăng cường các biện pháp quản lý, kịp thời có những biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn chống thất thoát quỹ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe bảo hiểm y tế toàn dân. Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa luôn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, tuyên truyền về các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tuyên truyền cài đặt VSSAD đến các xã thị trấn, đơn vị, người dân đến giao dịch tại Bảo hiểm xã hội huyện và cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia. Với 17 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bảo hiểm xã hội huyện Ứng Hòa luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện cũng như của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề trách nhiệm, hiệu quả vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất quyền lợi, đáp ứng sự hài lòng của đơn vị và người dân. Tiết mục bạn cần biết. Gánh gánh không gông, gánh sông gánh núi, thép VAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí, chất lượng bảo chứng, 10 triệu công trình. VAS vững vàng tâm thép, hotline 028-3820-3820, sẵn sàng hỗ trợ. Gánh gánh gông gông, gánh sông gánh núi, thép VAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng, thép khỏe bền đẹp, đạt chuẩn Nhật Mỹ, bóng nhẵn mịn màng, không có lỗ khí, chất lượng bảo chứng, 10 triệu công trình. VAS vững vàng tâm thép, hotline 028-3820-3820, sẵn sàng hỗ trợ. Tọa lạc tại xã Mông Hóa, ngay gần trung tâm thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Đài Hóa Thân Tây Phương Cực Lạc Hòa Bình là công trình độc đáo nằm trong quần thể kiến trúc tâm linh của công viên tưởng niệm Tây Phương Cực Lạc với tổng diện tích quy hoạch 98 hectare. Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam có sự hợp tác và liên doanh với tập đoàn Miyamoto, tập đoàn số 1 Nhật Bản về dịch vụ hỏa táng. Toàn bộ các lò hỏa táng tại Tây Phương Cực Lạc sử dụng công nghệ hỏa táng tiên tiến nhất của Nhật, không mùi, không khói, an toàn và thân thiện với môi trường. Thời gian hỏa táng nhanh, bảo toàn xương người mất lên tới 80-90%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, Công ty Cổ phần Tây Phương Cực Lạc Hòa Bình triển khai chương trình giảm giá hỗ trợ trực tiếp dành cho thân nhân gia đình sử dụng dịch vụ hỏa táng tại Đài Hóa Thân Tây Phương Cực Lạc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ 0913 316688 hoặc website tayphuongcuclac.vn. Tây Phương Cực Lạc, miền an lạc tịnh độ. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.